đội tuyển Việt Nam tham dự giải tứ hùng quốc tế vào tháng 9, sau khi kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á 2022 vào tháng 3, đội tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất một trận đấu khác, gặp Afghanistan vào ngày 1 tháng 6. Theo lịch trình, tuyển Việt Nam không có trận đấu chính thức nào cho đến cuối năm, thời điểm AFF Cup diễn ra, việc thiếu hụt cơ hội thi đấu đến cuối năm khiến huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự gặp khó khăn trong việc tuyển chọn đội hình. Trong bối cảnh đó, VFF đã lên kế hoạch tổ chức một giải giao hữu quốc tế vào tháng 9 năm 2022. Dự kiến, giải đấu sẽ mời 3 đội tuyển có trình độ tương đương với tuyển Việt Nam thi đấu, trung tuần tháng 9 trùng với FIFA đây nên các đội tuyển hứa hẹn có lực lượng mạnh nhất. Nếu không có gì thay đổi, giải đấu sẽ diễn ra ngay sau vòng 16 V-League 2022, ngày 14 tháng 9 và kết thúc trong vòng 2 tuần, đúng theo lịch trình của FIFA đây. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm các nhân tố mới, những ngôi sao mới nổi ở V-League mùa này, qua đó hướng đến chuẩn bị cho AFF Cup. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!